Xin chào tất cả mọi người, tôi là Thành HR đến từ HRVN Academy. Chào mừng các bạn đang đến với series các bài học trong khóa học tuyển dụng cơ bản dành cho người mới hoàn toàn miễn phí. Hôm nay mình cùng nhau đi vào bài học số 14 với chủ đề là các lưu ý khi gọi điện thoại cho ứng viên. Trước khi đi vào nội dung bài học số 14, mình cùng nhau nhắc lại nội dung bài học số 13 với chủ đề là thư mời phỏng vấn. Thì trong bài 13 mình đã nhắc đến các nội dung chính như sau. Một là các bạn phải hiểu được thư mời phỏng vấn dùng để làm gì. Thứ hai là bạn phải biết cách soạn một thư mời phỏng vấn như thế nào cho đúng và chuyên nghiệp. Thì nó sẽ bao gồm phần mở đầu, phần nội dung chính và các dặn dò khác nếu có. Nếu bạn nào không nhớ nội dung bài này thì vui lòng quay lại bài học để xem lại giùm mình một lần nữa nha. Mình cùng nhau nói về mục tiêu của bài học số 14 với chủ đề là các lưu ý khi gọi điện thoại cho ứng viên. Thì để thu hút được các ứng viên tham gia phỏng vấn thì mình cần chuẩn bị những gì khi gọi điện thoại để đảm bảo tính chuyên nghiệp cũng như là các kỹ năng cần thiết để có một cuộc gọi hoàn hảo và thu hút được số lượng ứng viên tham gia phỏng vấn nhiều nhất. Đó chính là mục tiêu của bài học. Mình cùng nhau đi vào nội dung chính của bài học số 14 với chủ đề là các lưu ý khi gọi điện thoại cho ứng viên. Có 4 gạch đầu dòng chính các bạn phải nắm được trong nội dung bài học này. Đó là để thực hiện một cuộc gọi cho ứng viên thì các bạn phải qua bước 1, đó là mình phải xem kỹ thông tin ứng viên trước khi gọi. Bước 2, đó chính là bạn phải có sẵn kịch bản gọi ra hay còn gọi là con script hoàn chỉnh. Thứ 3, đó là bạn phải chọn một cái thời gian gọi thích hợp. Thứ 4, là mình phải luôn sẵn sàng và đầy năng lượng trước khi bắt đầu một cuộc gọi. Bây giờ mình cùng nhau đi vào từng hạng mục chính ha. Thì việc gọi điện thoại cho ứng viên để mời tham gia phỏng vấn có thể nó sẽ không quá khó nếu đó là nguồn ứng viên, tức là cái nguồn ứng viên họ chủ động tìm đến bạn, chẳng hạn như là họ xem được các mẫu tin tuyển dụng của bạn nè, và họ gửi CV và ứng tuyển, hoặc là do bạn bè, người thân của họ giới thiệu. Những ứng viên này thì ít nhiều là đã tìm hiểu về công ty của bạn, công việc phải làm là gì. Và nên là cái việc mà bạn liên hệ với họ thì nó chỉ là các bước bạn xác nhận thông tin và đặt lịch hẹn phỏng vấn. Việc này có thể không làm mất nhiều thời gian vì chỉ đơn thuần là gần như là một cuộc gọi xác nhận lại là họ đã tìm hiểu công việc chưa và họ có phải là người ứng tuyển không, và cả hai cùng nhau đưa ra một cái lịch phỏng vấn phù hợp nhất. Còn với các data ứng viên mà bạn search được, tức là tìm được ở trên trang web việc làm nè, hoặc là từ các kênh social network thì nó hoàn toàn khác. Họ chưa hề biết đến công ty của bạn, cũng như là vị trí bạn đang tuyển là như thế nào. Nên khi bạn gọi điện thoại cho các ứng viên này á, thì bạn sẽ ở một cái tư thế bị động hơn. Tức là bạn phải giới thiệu một chút xíu về công ty nè, về lý do bạn gọi cho họ cũng như là vị trí bạn đang tuyển là như thế nào. Việc này đòi hỏi bạn phải có một cái kịch bản gọi ra nó phải hoàn hảo, cũng như là kỹ năng gọi ra tốt, biết cách xử lý từ chối và cung cấp các thông tin một cách ngắn gọn nhưng mà phải đảm bảo đầy đủ, vì không phải ứng viên nào cũng có thể nghe hết nội dung mà bạn muốn trình bày. Vậy thì để có thể thu hút được các ứng viên này tham gia phỏng vấn á, thì cần phải chuẩn bị cụ thể những gì khi gọi điện thoại, các kỹ năng cần thiết để có một cuộc gọi hoàn hảo. Mình sẽ đi qua 4 bước các bạn ha. Bước đầu tiên đó là mình phải xem kỹ thông tin ứng viên trước khi gọi. Việc bạn xem kỹ thông tin ứng viên trước khi gọi á, là giúp bạn sẽ nhận diện được ứng viên của mình là ai, có phù hợp với vị trí bạn đang tuyển dụng hay không. Ví dụ như bạn có thể xem qua các thông tin về tuổi tác để có cách xưng hô cho nó hợp lý nè, rồi vị trí công việc họ đang tìm là như thế nào, có phù hợp với vị trí bạn đang tuyển hay không, rồi mức lương mong đợi là bao nhiêu, khu vực mà họ có thể làm việc, tại vì xa quá, quá xa thì họ cũng không đi làm được, họ đang đi làm hay là đang tìm việc, để mình có một cái kịch bản giao tiếp phù hợp nhất với thực tế của ứng viên. Đặc biệt là bạn phải nhớ tên và gọi tên ứng viên khi cần, để làm sao để mình tạo được sự gần gũi và thân thiện.
ứng viên không có cảm giác là họ đang như là đang nhận những cái cuộc gọi quấy rối, không đáng tin cậy. Bây giờ thì hàng ngày các cuộc gọi tiếp thị sản phẩm rồi quấy rối rất là nhiều qua điện thoại. Cho nên là làm sao là bạn, những cái bước đầu tiên là phải xem kỹ thông tin ứng viên để giúp bạn tránh trường hợp là ứng viên cảm giác đó là một cuộc gọi quấy rối. Mình bước qua phần thứ hai, bước 2 để gọi một cuộc gọi điện thoại cho ứng viên, thì đó là bạn phải có một kịch bản gọi ra, hay còn gọi là một con script phải hoàn chỉnh. Khi bạn gọi ra cho ứng viên nguồn search, tức là nguồn mà bạn tìm được qua các kênh á, thì bạn phải chuẩn bị một kịch bản đầy đủ thông tin, bao gồm như là giới thiệu bạn là ai nè, gọi từ đâu, và bạn mong muốn họ mời họ đến phỏng vấn vị trí nào. Sơ lược qua công ty và công việc một chút xíu, thật là ngắn gọn và đầy đủ. Các thông tin này thì bạn phải có sẵn trong đầu. Giọng nói của bạn phải lưu loát và rõ ràng. Tránh việc là bạn ú ớ khi gọi thì như là một kiểu cuộc gọi lừa đảo vậy các bạn ạ. Và nếu được thì bạn nên thêm phần là bạn biết thông tin tìm việc của họ từ đâu, thì sẽ tạo được sự tin tưởng hơn cho ứng viên. Vì một số ứng viên đang còn đi làm thì đối với họ thông tin mà bạn liên hệ giới thiệu việc làm sẽ hơi nhạy cảm. Bên cạnh đó thì bạn phải có một quy trình xử lý từ chối khi gọi điện thoại cho ứng viên nguồn search này. Vì có thể họ chưa quan tâm ngay công việc mà bạn giới thiệu cho họ, thì bạn cần phải xin lỗi vì bạn là người làm phiền họ, đúng không? Và đừng quên là xin phép họ gửi một cái email vị trí đang tuyển cho họ để có thể xem lại. Họ có thể xem lại khi họ thay đổi nhu cầu, hoặc thì lúc đó họ có thể chủ động liên hệ lại với bạn. Thì việc này sẽ giúp cho bạn mở rộng được cái network cá nhân và tạo được một cái kênh nguồn thụ động. Sẽ có thêm ứng viên tiềm năng trong tương lai, vì khi họ có nhu cầu họ sẽ chủ động liên hệ lại với bạn theo thông tin mà bạn đã gửi trong mail cho họ. Lúc này thì bạn lại sẽ đổi thành là thế chủ động, không mất thời gian để chào mời công việc lại một lần nữa. Mình chuyển qua bước thứ 3 trong một cái các lưu ý khi gọi điện thoại cho ứng viên, đó chính là phải chọn một thời gian gọi thích hợp. Khi gọi điện thoại cho ứng viên nguồn search thì để đảm bảo tính hiệu quả thì bạn nên chọn khung thời gian thích hợp. Mình có thể gợi ý thôi nha, là từ 9 giờ đến 11 giờ 30 sáng và từ 14 giờ đến 16 giờ 30 chiều chẳng hạn. Còn với các ứng viên đang còn đi làm ở công ty nào đó thì bạn nên cân nhắc kỹ thời gian liên hệ, có nên liên hệ ngoài giờ hay không, hoặc là chọn một hình thức liên hệ khác phù hợp hơn, ví dụ như email, Zalo hoặc là inbox riêng cho họ sẽ phù hợp hơn, thì tùy bạn cân nhắc. Hãy sắp xếp thời gian làm việc trong ngày của bạn thật hợp lý để đảm bảo các khung thời gian bạn gọi cho ứng viên nó phù hợp, chứ không phải có nhiều bạn là kêu bận quá rồi rảnh lúc nào gọi lúc đó, thì thứ nhất là sẽ làm phiền họ, thứ hai là việc gọi nguồn của bạn chỉ mất thời gian chứ không mang lại hiệu quả. Bước thứ tư mình cùng tìm hiểu, đó là bạn phải luôn sẵn sàng và tràn đầy năng lượng trước khi bắt đầu cuộc gọi. Bạn cũng biết rồi đó, mặc dù là giao tiếp qua điện thoại, ứng viên sẽ không thấy bạn, không thấy được mặt bạn, đúng không? Tuy nhiên họ vẫn có thể cảm nhận được thái độ và sự nhiệt tình của bạn qua giọng nói. Giọng nói hào hứng nè, đầy năng lượng tích cực, rõ ràng sẽ giúp họ lắng nghe hết nội dung mà bạn muốn trao đổi. Đừng gọi cho ứng viên khi bạn chưa sẵn sàng. Ví dụ như đang nhai cái gì đó nè, đang mệt mỏi, hoặc là nói chuyện như là đọc vậy đó các bạn. Không có một chút cảm xúc nào hết, họ sẽ cảm thấy khó chịu đấy. Bạn hãy thử đặt mình vào vị trí ứng viên khi nhận một cuộc gọi như vậy thì bạn sẽ hiểu cảm giác của họ thôi, đúng không ạ? Nếu cách giao tiếp của bạn mà không tạo được sự thiện cảm, sự tin tưởng, thì việc ứng viên từ chối bạn và cúp máy ngang là điều có thể xảy ra. Cho nên là khi bạn gọi cho họ, nghĩa là tại vì là khi bạn gọi cho họ thì ít nhiều là bạn đang làm phiền họ. Bạn đừng có mang cái suy nghĩ là tôi là người mang và giới thiệu đến cho bạn một cơ hội việc làm hay ho mà tại sao bạn còn chảnh. Có nhiều bạn tuyển dụng có suy nghĩ này. Cho nên là trong cuộc gọi, lời nói, cách diễn đạt nghe nó cũng hơi trịch thượng các bạn ạ. Mình xin thưa với các bạn rằng
bạn có quyền lựa chọn ứng viên thì họ cũng có quyền đó các bạn nha. Hãy làm việc gọi ra bằng cả trái tim á, của mình. Thì dù bạn chỉ trao đổi qua điện thoại thì ứng viên cũng sẽ vẫn cảm nhận được. Họ sẽ rất là trân trọng cuộc gọi của bạn hơn là cảm giác họ thấy bị làm phiền, mặc dù họ không có nhu cầu vào lúc đó. Đó là nội dung của bài học số 14, các lưu ý khi gọi điện thoại cho ứng viên. Thì mình cùng nhau nhắc lại các ý chính khi bắt đầu một cuộc gọi điện thoại cho ứng viên, đặc biệt là ứng viên nguồn search mình tìm được trên mạng ha. Thì hãy chuẩn bị đầy đủ 4 bước sau. Thứ nhất là hãy xem kỹ thông tin ứng viên trước khi gọi, đặc biệt là phải nhớ tên của họ trong cuộc gọi và gọi tên của họ khi cần. Thứ hai là hãy có sẵn một kịch bản gọi ra, hay còn gọi là một cái con script hoàn chỉnh. Đừng gọi mà ấp a ấp úng, ú a ú ớ thì nghe như một cuộc gọi lừa đảo các bạn ạ. Thứ ba là bạn hãy chọn một cái khung thời gian gọi thích hợp tùy từng đối tượng ứng viên. Thứ tư đó là hãy luôn sẵn sàng và tràn đầy năng lượng trước khi bắt đầu cuộc gọi. Hãy tự đặt bạn vào vị trí ứng viên khi bạn nhận một cuộc gọi. Nếu mà mình gọi với một cái giọng nói đều đều, không vui, không buồn, hoặc là nghe như đọc á, thì sẽ tạo cho họ cảm giác làm phiền và họ không muốn nghe tiếp vấn đề bạn muốn trình bày nữa. Mình chuyển qua phần thực hành bài học. Các bạn hãy lưu ý cho mình là mình phải nắm kỹ được nội dung 4 bước khi thực hiện một cuộc gọi ra cho ứng viên các bạn nhé. Thì bạn có thể thực hành giùm mình bằng cách như sau. Đó là bạn hãy tự soạn một cái kịch bản gọi ra và dựa trên cái nội dung đã được học, tức là soạn ra 4 bước các bạn ha, đầy đủ nội dung. Sau đó bạn hãy thực hành với việc là gọi cho một người bạn của mình để thử nó, hoặc là đơn giản nếu không có ai thì bạn có thể tự ghi âm lại và nghe thử xem là giọng nói của mình đã ok chưa, hoặc là cách trình bày của mình có dễ hiểu hay không, thì nghe lại bạn sẽ phát hiện ra được. Phần tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị cho nội dung của bài học kế tiếp với chủ đề là các lỗi thường gặp trong quá trình phỏng vấn. Để có thể học tốt bài học thì bạn cũng hãy vui lòng truy cập giùm mình vào website hrvnacademy.com đọc trước nội dung bài học này. Cách tìm bài học thì bạn hãy vào website, sau đó ở trên có một cái công cụ search đó các bạn. Hãy gõ tên là bài là các lỗi thường gặp trong quá trình phỏng vấn. Nhớ gõ có dấu đầy đủ giùm mình ha. Bạn sẽ tìm được nội dung bài học, đọc kỹ và ghi chú lại những cái phần mà bạn cảm thấy chưa hiểu. Sau đó hãy tự tìm hiểu những thông tin đó trên mạng và nhớ đón xem bài học, video bài học tiếp theo. Lưu ý về phương pháp học, cái này thì bạn hãy truy cập vào website hrvnacademy.com để xem lại, hoặc là trên kênh YouTube HRVN Academy có một bài hướng dẫn về phương pháp học để mình tốn ít thời gian nhưng mà mang lại hiệu quả cao nhất giùm mình nhé. Cuối cùng bạn nhớ đăng ký kênh để nhận những bài học mới nhất về chủ đề là khóa học tuyển dụng dành cho người mới. Tôi là Thành HR đến từ HRVN Academy, khóa học tuyển dụng dành cho người mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo.